Theo người dân, đoạn đê này sạt lở trong khoảng 1 tháng qua nhưng chỉ là sạt nhỏ. Riêng đêm 20-21 tháng 2 vừa qua, đê sạt lở sâu vào tận chân đê, nước tràn vào khu vực nhà dân. Tình trạng sạt lở thường xảy ra vào đêm khuya nên người dân rất lo sợ, nhất là những người dân sống gần chân đê. Làm đê này thấy mình thấy sạt lở như vậy cũng thấy bất an lắm. Đêm đêm lo lắm, tính ra là từ hôm qua tới ngày hôm nay là coi như là dân là xung quanh đê này nè, là tính dọn đồ là bỏ nhà đi không à. Để căn nhà chống chọi thôi chứ mà đồ đạc thì chuyển ra bớt rồi. Anh như dự báo tối đêm nay nó có chiều cường không? Tối đêm nay là coi như là bữa mùng 3 này là đỉnh ngay chiều cường. Đỉnh của chiều cường là coi như là tối nay còn dâng lên hơn cao nữa. Mong là bên chính quyền địa phương hoặc là các tỉnh các cấp là có làm khắc phục sớm để mình yên tâm hơn. Do đang trong thời điểm đỉnh triều cường, tình trạng sạt lở này có thể còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tới, có khả năng gây nguy cơ dở đê rất cao, ảnh hưởng đến diện tích nuôi trồng thủy sản cũng như việc lưu thông của người dân. Hiện nay, Chi cục Thủy lợi, hạt kiểm lâm đã làm biển báo và cấm biển báo xung quanh khu vực sạt lở và đắp bờ bao khắc phục tạm thời cho người dân. Thế nhưng phương án này chỉ mang tính tạm thời và khó có thể chống chịu được lâu. Sóng đánh rất là mạnh nên là nó tràn xuống đây, tràn vô nhà của mấy chú kia. Nên là phải đào cát hay là đất ở đây để đắp cao lên như vậy. Hôm qua thì mình đã có đắp không? Rồi thì đắp gì thì có bảo vệ được? Dạ, hôm qua cũng có đắp nhưng mà hôm qua là đắp rất là ít bao. Chị cũng không có nhiều người đắp nên là đắp chỉ được một hàng bao. Để tránh tình trạng dở đê, theo ngành chức năng tỉnh, giải pháp trước mắt là xuất quỹ phòng chống thiên tai hoặc thủy lợi phí để tiến hành bỏ đá học tạm thời nhằm bảo vệ người dân sống trong đê và bảo vệ sản xuất. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cũng đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về sự cố sạt lở đê biển Đông, đồng thời xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh về ban bố tình trạng khẩn cấp vụ sạt lở này. Đoạn đê sạt lở kéo dài khoảng 30 mét, có đoạn lở móc sâu vào chân đê như thế này, sẽ gây nguy cơ là vỡ đê rất là cao. Hiện nay thì xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu cùng với quân dân tự vệ và người dân đã vô bao cát để đắp bờ bao xung quanh khu vực này để chống tràn và chờ giải pháp khác của ngành chức năng tỉnh.